quý thính giả đang nghe podcast của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Mến chào quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast Sống đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Vâng, từ những chiếc xe đạp cũ, hư hỏng, rỉ sét, thậm chí là bị vứt chỏng chơ ở các bãi rác đã được thay phụ kiện, xin sửa thành mới và đem tặng cho những em học sinh khó khăn. Việc mà anh Phạm Văn Phú, 40 tuổi, ở thôn Long Bàng, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện 2 năm trở lại đây. Mỗi chiếc xe đều là tâm huyết và là tình cảm chân thành mà anh Phú gói ghém để mà dành tặng cho các bạn nhỏ, giúp các em đỡ nhọc nhằn trong hành trình đi tìm con chữ của mình. Trước khi gặp gỡ anh thợ sửa xe giàu lòng nhân ái này thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của em Nguyễn Thái Sơn ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, người đã được anh Phú tặng xe đạp mới đây, và anh Nguyễn Tuấn Anh là người bạn đồng hành cùng với anh Phú tái chế xe đạp cũ để giúp học sinh nghèo. Trước kia thì xe thì cũng cũ, hư lên hư xuống, và chú Phú xuống thì thấy xe cũ nên chú tặng cho con chiếc xe máy. Con đi thì từ nhà con ở Nghĩa Hòa đi xuống trường cấp 3 là ở Nghĩa Hòa, thì đi xe của bác chú cho thì con thấy đi nhanh hơn, thuận lợi hơn cho việc học tập của mình. Nên là một mô hình nhân văn và hiệu quả. Tuy nhiên anh Phú thì anh có một mình. Mình anh thì đôi lúc cái xe nhiều xe thì anh không lòm được hết. Thì trong đó em cũng kết nối các cái trường hợp mà khó khăn thật sự để gửi thông tin cho anh Phú và hỗ trợ anh Phú lòm để tặng cho các cháu. Cái điều mong muốn lớn nhất của cái hoạt động của anh Phú này nè, đó là muốn những cái em mà nhận được phương tiện là những cái em thật sự khó khăn và thật sự cần, nhằm mục đích là giúp các em, hỗ trợ các em vượt qua những cái khó khăn trong cái việc đi tìm con chữ. Dạ vâng, xin chào anh Phú, rất vui mừng được chào đón anh đã đến với podcast Sống đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi ạ. Chào chị, mình tên Phạm Văn Phú, hiện tại mình đang sinh sống tại Long Bàng, xã Tịnh An, và hiện tại đang làm việc tại phường Trương Quang Trạng, có một cái tiệm sửa xe đạp, chuyên sửa xe đạp điện. Vâng, anh thì gắn bó với công việc này, công việc sửa xe này được bao lâu rồi, mà xuất phát từ đâu mà mình nghĩ đến cái việc tái chế những chiếc xe đạp cũ để mà trao tặng cho học sinh nghèo ạ? Hiện tại công việc mình là làm từ gần 10 năm. Còn cái việc mà làm tái chế xe đạp cho mấy cháu là cái tầm 2 năm. Nhưng mà làm kiểu như lan tỏa nhiều nhất là năm nay. Vì những lúc mà mình đi làm xe đạp lưu động cho khách hàng á, là mình thấy họ treo những cái xe đạp cũ, mình thấy nó rất là tiếc. Nên mình nảy sinh ra cái ý định đó. Lúc đầu là chỉ có làm cho những người quen thân thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy nó cái này nó hay về ý nghĩa, nên mình bây giờ mình sẽ mở rộng cái đó ra để cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn có xe đạp để đi học. Nó nhiều người tuy có mấy trăm nhưng mà cho người ta thấy nó quý lắm, người ta mừng lắm. Nên thấy những cái đó là bắt đầu mình mới làm luôn. Có bà cô vừa rồi dưới Tịnh Kỳ cho xong cái xe có bắt khóc luôn mà, vì không có khả năng để mua. Nên mình thấy những cái trường hợp quá khó khăn nên mình quyết tâm làm luôn. Thông thường thì anh mất khoảng bao lâu hoặc là mất khoảng bao nhiêu chi phí để mà tăng trang lại một cái chiếc xe đạp cũ? Ví dụ như một chiếc xe đạp cũ á, hầu như mình không có làm như họ. Mình muốn làm một cái chiếc xe đạp cũ nhưng mà nó giống như là mới á, để cho các em đi. Nên một cái chiếc mà làm nó dao động từ 4 đến 6 tháng cho một chiếc. Mất cái nếu mà mình vừa làm sang làm nghề á, thì tầm 2 đến 3 ngày. Còn nếu mà làm một xe thì tới mất một ngày thôi. Còn mình làm những lúc rảnh rỗi thì tầm 2 đến 3 ngày. Cái số tiền mà mình tăng trang lại là mình sẽ tự bỏ tiền túi à? Mình tự bỏ tiền túi, mình không có huy động hay là gì hết. Tự bỏ tiền túi của mình ra. Mình thì cũng chủ yếu là sửa xe đạp điện đúng không? Thì gọi là thu nhập thì cũng không phải là cao gì. Nhưng mà mình tự bỏ tiền túi ra để mà tăng trang là những cái chiếc xe đạp cũ để mà cho học sinh nghèo thì... ví dụ như là gia đình, vợ con mình thì có đồng thuận với mình trong cái việc làm này không? Cái đây thì mình làm thì vợ mình nhất trí và ủng hộ thêm nữa. Ngày mà xin xe làm cho học sinh nghèo là vợ nhất trí luôn. Được biết thì mới đây thì anh Phú cũng đã trao 30 chiếc xe cho các em ở huyện miền núi Sơn Hà. Thì số xe này thì anh phải tích góp trong cái thời gian bao lâu mới có hay là như thế nào? Chiếc xe này thì thật ra là mình được một người anh ngỏ ý là
giúp đỡ. Anh là người đã kết nối với các anh em trong doanh nghiệp để hỗ trợ, mới có cái kinh phí đó để đi tầm 40 triệu. 40 triệu đó là hoàn toàn là xe mới luôn, và thêm mì tôm, vỡ và ít quần áo cũ nữa. Tại sao vừa rồi mình lại lựa chọn là ở xã Sơn Cao? Thường thường là trên miền núi là các cháu toàn lại đi bộ thôi, ví dụ như các cháu đi học thì tầm vài cây số thôi, nên có liên hệ trên đó hỏi thử là thì ban bố gì là có những trường hợp như vậy, là mình xin thông tin đầy đủ và làm liên tạc. Điều kiện của bà con trên đó thì thật sự là khó khăn lắm, phải trực tiếp lên mình mới thấy những cái hoàn cảnh nó cực kỳ khó khăn đó, nên mình thấy cho một cái xe rất là ý nghĩa, giá trị, đúng rồi, rất là giá trị và ý nghĩa. Thật sự là đó muốn cho nhiều lắm thôi, chứ không phải là 30 xe đâu, nhưng mà kinh phí nó cũng có chừng nên mình không có thể cho nhiều được. Cái việc mà tái chế xe đạp cũ để mà tặng cho học sinh nghèo á, thì có mình anh làm là hay là anh có nhận được sự đồng hành của ai hay không? Việc mà tái chế xe đạp cũ để tặng á, thì mình đồng hành cùng em Nguyễn Tuấn Anh đó, hai anh em cùng hỗ trợ với nhau là lúc đầu thì em không có biết gì về nghề hết, nhưng mà em cũng rất thích nên muốn ra học nghề, bây giờ em cũng đã làm được rồi nên hỗ trợ anh em. Nhiều khi có mấy khách hàng này họ sửa xe nhiều, mình họ nghe mình trình bày cái mô hình mình làm á, nên có người họ cho, họ tự cho luôn. Rồi mấy vừa ve chơi nữa họ cũng có xe, họ gọi tới mình lấy đó, nên về mình làm nên cũng đỡ chi phí, mình sơn và mình mua những linh kiện hư lắp ráp. Thì cái hình thức gọi là hình thức hỗ trợ của mình thì như thế nào, ví dụ như thông qua kênh nào, hay là mình nắm thông tin về cái trường hợp nào cần hỗ trợ thì mình mới làm, hay như thế nào? Thì từ ngày quyết định làm để loan tỏa rộng ra thì em Nguyễn Tuấn Anh có đăng bài trên Facebook á, rồi các anh chị làm trong cơ quan đoàn xã rồi này nọ đó, người ta biết rồi tự liên hệ với Tuấn Anh. Tuấn Anh hai anh em trao đổi với nhau thì cũng báo với họ là phải có những cái trường hợp nào cực kỳ khó khăn không có xe học thì mới cho được, vì có khả năng mình là không có thể cho trọn lon được, nhưng cho những cái bọn cực kỳ khó khăn không có phương tiện để đi học thôi. Cũng có những anh chị có liên hệ là để cùng hỗ trợ, cùng đồng hành, ví dụ như họ góp thêm kinh phí, nhưng mà thực sự thì hiện tại thì cũng chưa cần lắm nên mình cũng chưa có nhận. Tính đến thời điểm này thì anh Phú đã hỗ trợ được bao nhiêu xe đạp rồi, và cái dự định trong thời gian tới là như thế nào? Tính đến thời điểm này tự mình bỏ tiền ra để làm và tặng là tự bản thân mình là tầm gần 40 chiếc. Còn xe mới thì các anh hỗ trợ thêm. Dự định thì cái việc này chắc mình sẽ làm hết khả năng và làm mở mở thôi, chứ không có bỏ đâu. Vì nó rất là ý nghĩa, nhân văn. Sắp tới đây chắc có thể là đi trước cái tháng 9 này, là dự định là mấy anh em sẽ đi hành tiến đông, sẽ trao tặng 30 xe nữa cho các cháu ở vùng miền núi trên đó, cũng đồng bào khó khăn hết. Nguồn kinh phí cho chương trình này thì như thế nào? Nguồn kinh phí này thì cũng anh em đợt một đi thôi, bây giờ nó vẫn còn dư thêm chút đỉnh kinh phí đó, nên anh em sẽ huy động đi tiếp đợt hai. Đợt này cũng xe mới luôn, giờ đang chờ lấy danh sách của 30 em rồi sẽ nhập xe về và lắp ráp lại rồi đi trước tháng 9 này. Là ngoài những cái chương trình, ví dụ như là những cái chương trình lớn á, huy động được tài trợ thì mình sẽ trao hoàn toàn là xe mới cho các em. Còn những cái trường hợp mà họ cần giúp đỡ, họ thông qua những cái kênh của mình á, thì mình sẽ giúp bằng cách là mua lại những cái xe cũ và tái chế lại để mà trao tặng cho các em. Đúng rồi. Sẽ làm xe cũ, vì có khả năng mình là nói trước là chỉ được làm xe cũ thôi. Nói chung kinh tế bây giờ thì nó buôn bán và nó cũng khó khăn hơn trước, bây giờ nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng sẽ cố gắng là duy trì cái mô hình này để có nhiều học sinh có xe để đến trường đi học, đặc biệt là các em ở huyện miền núi. Cứ mỗi lần nhận như vậy là còn mình làm thôi, mà kiếm xe nữa, phải đi kiếm xe nữa rồi mới về làm được. Vì cũng những xe cho những xe là phải những xe những là nó còn sử dụng được, nó đẹp, nó chắc, chứ còn mình không có thể cho những xe về đi về ba hôm rồi hư, cái người ta bỏ là nó không có còn là ý nghĩa nữa. Quá trình mà đi kiếm xe thì có gặp khó khăn gì không? Cũng không, thì thường cứ mỗi lần đi sửa xe lưu động là hay đi vòng xung quanh nhà dân lắm, cứ vô xong là làm xe xong là bắt đầu đi một vòng lắc láo nhìn đó, cái kiếm xe cái thái xe rồi là bắt đầu mình mới trình bày cái chương trình mình làm đó, cái người ta thấy ý nghĩa nên người ta cho, người ta không bán nên người ta cho, nên mình nói họ là bán thì có 70
chưa đến 100 nghìn nên người ta cho, nó ý nghĩa hơn. Cho em hỏi thêm anh một câu nữa là trước khi mà mình có cái hoạt động là sửa xe đạp để mà tặng cho học sinh nghèo thì trước đó mình đã từng tham gia các cái hoạt động thiện nguyện nào chưa? Thì trước đây thì đợt dịch thì mình cũng cho máy chiến nước suối đó. Rồi sau này mình thêm vô cái mình thường thường đi hay đi hiến máu. Hiến máu mình không có đi hiến máu mà cứ kiểu như là như mấy hội kia, nhưng mà mình công việc của mình nó cũng bận nên mình sẽ cho máu những người cần gấp đó. Cần gấp thì mình sẽ sẵn sàng cho liền, nên mình chỉ hỗ trợ những đơn vị máu mà nghèo cần gấp thì mình sẽ hỗ trợ hết mình. Vâng, mặc dù là không dư giả về kinh tế, nhưng anh Phú lại giàu có về tình cảm. Anh sẵn sàng chia sẻ với những người khó khăn hơn để nhiều em nhỏ được tiếp bước đến trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ. Đến đây thì podcast Sống Đẹp xin được tạm dừng. Quý vị cũng đừng quên theo dõi podcast Sống Đẹp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Quảng Ngãi để có thêm nhiều câu chuyện thú vị và cùng gặp gỡ những nhân vật trong vườn hoa người tốt việc tốt của chương trình nhé.